Xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Đấy rồi, hôm nay thì cái thức phim này thì cháu Lực sẽ ghi hình ở trong nhà của cô bác, sẽ không có ở nhà em Sử hay là ở trên em Sử nữa. Và hôm nay thì em Sử cũng có xuống đây với cháu Lực. Trước khi vào cái nội dung video thì cháu Lực xin được giới thiệu qua một chút cô bác. Trước mặt cô bác là anh Xí, anh là chủ thầu xây dựng với cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã đưa anh lên trên và xem cái chỗ mà nền nhà của các em rồi. Thì anh cũng có nói giá cả với cháu Lực hết rồi. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng anh làm một cái hợp đồng trước tiên anh nhá. Ừ, ok. Vâng. Rồi anh mình làm tí chè đấy nhỉ. Ừ. Đấy. Và hiện tại thì cháu Lực cũng có thêm là chè sát tiết của thủ Hà Giang của bác. Chè này thì là mẹ cháu Lực tự lên trên đồi và khai thác về, tự sao mọi cái đó cô bác, làm hoàn toàn bằng thủ công của bác. Nếu mà có cô bác nào mà muốn quan tâm tới chè này, mật ong này thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Thì cháu Lực sẽ gửi những cái gói chè và những cái lít mật ong nguyên chất tới tay cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Bây giờ thì cháu Lực sẽ pha và xem cái màu nước của cái chè này như thế nào cho tất cả cô bác anh chị là cùng xem luôn. Có thể là trong thời gian này thì cháu Lực cũng có giới thiệu chè lên trên kênh của bác, thì thành ra là cũng bị hơi bị gọi là mê mê chè một chút rồi cô bác. Trước kia thì cháu Lực không có uống chè bao giờ đâu cô bác. Làm một cái ly chè này vào thì cảm thấy là rất là ngọt cô bác ạ. Có một cái cảm giác mà nó diễn tả rất là khó luôn cô bác. Đấy, nước thì cũng đã sôi rồi cô bác. Đấy, trước khi anh em vào ngồi thì anh em cũng có chuẩn bị nước nôi đầy đủ rồi. Đấy, trước khi cho chè vào thì tráng qua một nước cô bác để cho nó nở chè đó. Anh thì anh cho em hỏi năm nay anh được bao nhiêu rồi anh ạ? À? Thì năm nay 29. Năm nay 29 rồi. 30 rồi. Anh thì em thấy là cũng có máy xúc, có ô tô đầy đủ nha. Xưởng gạch nước nè. Chung là làm vật liệu xây dựng thì nó phải làm như thế. Vâng đấy. Em trong thời gian qua thì em cũng được rất là nhiều. Các anh cũng có giới thiệu cho em bảo là anh là một người mà chủ thầu xây dựng ở trên này thì cũng rất là uy tín đấy. Thành ra là em cũng có bảo với anh trao đổi, với anh em mình trao đổi cũng khá là nhiều lần rồi. Thế thì hôm nay thì em muốn là ghi hình một cái thước phim lại là anh em mình làm cái hợp đồng á. Ok. Còn là nền nhà của các em thì anh cũng có lên xem rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn thấy cái nền nhà đấy thì nếu mà làm nhà trên đấy thì liệu có thích hợp không anh? Chúng là làm được vì ở mạng trên đấy cũng chỉ làm được thế thôi. Vâng. Tại vì em thấy xung quanh ở trên nhà của Sử đấy thì hoàn toàn là người ta đều đào như vậy. Đúng rồi. Nước non nó tiện. Vâng. Nhưng mà cái nguồn nước kia thì nó chỉ chảy đến từ độ tháng 6 đến tháng 11 thôi là nó hết rồi anh ạ. Tớ tưởng nó phải chảy suốt chứ. Không anh. Nó là anh lên to mà. Vâng, cái nguồn nước này thì to. Không, đến mùa kia là nó cạn à? Vâng. Nào, đào cái ao bé. Nhờ. Bắt con cá, thả con tôm rồi đúng không? Nhưng mà nếu có nước suốt là cũng nên đào. Vì trên đấy, làm tí chè. Trên đấy làm gì đã có ai đào ao nhỉ? Anh tí chè. Đây, cô bác có thể nhìn thấy là cái màu chè của bác này rất là vàng và rất là đẹp luôn cô bác. Đấy, nếu mà cô bác nào mà quan tâm tới sản phẩm chè của cháu Lực ấy thì điện thoại qua cái số cái màn hình mà cháu Lực đang để. Nếu mà cô bác mà nhận được chè cô bác pha mà cảm thấy uống mà không có đúng vị của cô bác thì cô bác có thể điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ hoàn lại tiền cho cô bác anh chị. Nếu mà cô bác cảm thấy là những cái chè nó bị mốc hay là nó uống mà nó bị đắng ấy. Sử lấy cho anh mượn cái quyển sổ đằng sau ấy. Lấy cho anh mượn cái hộp đi. Kê cái này này. Đây là anh viết đi nhỉ? Anh viết chả được, chứ anh xấu lắm. Chú viết đi. Nói thật em cũng chứ em xấu lắm anh ạ. Anh tốt nghiệp cấp 2 khó lắm. Tốt nghiệp cấp 2 á? Đùa. Ừ. Thật. Tốt nghiệp cấp 2 mà phải nói là anh tốt nghiệp cấp 2 mà bây giờ có ô tô này, máy xúc này, xưởng gạch đủ mọi cái luôn.
Em cũng phải nói rất là cố gắng đây nhỉ. Anh cũng vừa đọc em vừa viết nhá. Ok, ủa, nhưng mà cứ ấy thôi, anh đọc như thế nào thì viết thế rồi nhỉ. Chắc còn Sử thì không biết là đúng không, chỉ biết nghe đúng không? Vâng. Đấy, một tí anh sẽ đọc lại cho Sử nghe. Đấy, chữ đẹp thế làm gì. Hợp đồng lao động đúng không? À, bây giờ mình sẽ nghĩ được ngày tháng đó. Ngày hôm nay bao nhiêu ngày? Hôm nay là ngày 10. Ngày 17. 7 tháng 10. 10 là 2023. Trung Thịnh. Cái hợp đồng này thì chắc là anh làm rất là nhiều lần rồi đúng không? À thì anh cũng làm rồi nhưng mà anh làm nó cũng phiến phiến thôi. Còn anh em mình cũng chỉ làm có để trắng mực đen tí rồi, okay. Trước khi anh em mình thì cũng đã tin tưởng nhau rồi thì anh em mình mới tìm đến nhau anh ạ. Cái gì đây? Hợp đồng xây nhà cũng được nó cũng ấy mà. Hợp đồng xây nhà xong là hôm nay ngày đúng không anh? Đúng rồi, không chả cần chưa có thôi. Em đâu biết đâu. Ngày 7 ngày năm 2023. Xong rồi. Hộ khẩu thường trú, sinh năm bao nhiêu? Đấy. Thôn gì? Thế thôi anh ạ. Có xong rồi có bàn bạc thống nhất với anh Lều Văn Sĩ. Sĩ xong chưa? Rồi. Thống nhất xây dựng. Dựng căn nhà cho anh gì Sử ấy đúng không? Sử tổng thể căn nhà đúng không? Với nội dung như sau đi cho nó ấy. Rồi 2 chấm dưới, xuống dưới. Xuống dưới là chiều dài. Chiều dài của chiều, nhà chiều ngang chiều dài chiều rộng cũng được mà chiều ngang 12 mét. Chiều rộng 6 mét. Với tổng bao gồm tổng không cứ bao gồm tổng là 72 mét vuông chẳng hạn. Bao gồm 2 phòng ngủ 72 mét vuông không 72 mét vuông với bao nhiêu phòng? Với 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh à? Và 2 phòng ngủ, 1 phòng khách cộng thêm một nhà vệ sinh, phải không? Vâng. Tổng nó là 3 phòng đúng không? Không, tổng nó là 2 phòng ở này hay là 3 phòng? 2 phòng rồi. 2 phòng ở với 1 phòng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì mình làm có công trình phụ nữa thôi. Thì bây giờ tức là kia ở giữa kia là mình xây ở mép bên kia là phòng ấy rồi, còn phòng khách thì mình không cần phải ghi. Vâng. Vì mình chỉ ghi là ngăn phòng thôi. Vâng. Là ngăn mấy phòng. Vâng. Đấy thôi. Đấy. Thì mấy phòng thì nó có mấy cái cửa với mấy cái cửa sổ rồi. Vâng. Đấy còn cái chiều dài, chiều rộng của nó thì mình sẽ căn cứ theo là cái bản vẽ nhất. Được rồi, căn cứ theo đấy rồi nó có trong này rồi đúng không? Vâng. Nó làm rộng ngang 12, rộng 6 chẳng hạn. 2 phòng ngủ và 1 phòng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này với lại cái rãnh nương. Đúng rồi. Với rãnh nước sau nhà.
đánh được sau nhà và đổ 10 cột đúng không? Vâng. Và đổ 10 cột và mấy mét mái thái đấy? À, 1 mét thôi ạ. Ừ đấy thì lại cộng vào đấy thêm là ngoài là đua ra mại làm mái thái 1 mét. 1 mét mái thái. À, thêm 1 mét mái thái. À, ừ. Sau đó thì ở trên thì anh xây cái tum này. Xây hình cái tum ấy. Xây tum hình này đi. Anh em mình phải xem qua cái bản vẽ thêm một chút nữa anh nhỉ. Anh xem cái bản vẽ này. Nếu mà thường thường ở trên mình ấy, thì người ta làm cửa sổ đi rộng tầm bao nhiêu và dài tầm bao nhiêu anh? Cửa sổ á? Vâng. Cửa sổ thì mình cứ cho khoảng 80 đi. 80 đúng không? Ừ, cửa sổ. Nhưng 80. Mà cái cửa sổ to to, cửa sổ bên này ấy, thì em muốn là nó làm to hơn mấy cái cửa sổ nhà vệ sinh, nhà phòng ngủ với lại nhà vệ sinh này. Cái cửa sổ chính của nó ấy, cửa sổ của nó từ cái cửa chính vào anh. À ừ, cái đấy thì mình nếu mà không thì mình làm khoảng 1m2 là được. Vâng, 1m2. Còn cái cửa chính của nó thì mình làm là 2m nhân 1m6 à nhỉ? 1m6 nhân 2m. Đúng không? Chiều cao. Ừ, chiều cao thì làm 2m. Ừ được, bởi vì cái này thực tế khi mình khi mình làm mình ngăn phòng nhá. Vâng. Thì là mấy anh em mình sẽ lên là mình đo đạc mình muốn bao nhiêu thì mình sẽ chia ra là được. Vâng. Hiểu không? Vâng, nhưng còn bây giờ thì anh em mình cứ nói thống nhất là đấy. Ừ, thống nhất là làm theo cái bản vẽ. Ừ rồi. Còn bên này thì làm cánh cửa, hôm nọ thì em bảo anh là cửa từ bên này vào đúng không? Nhưng mà bây giờ em lại muốn thay đổi là từ cái hông nó vào. Rồi. Đấy, một cái bếp khói ở bên này đi. Đấy, bếp khói ở bên này. Đấy, ở bên này thì sẽ làm một cái bàn để đây đi. Vâng, cái bàn thái. Vâng, cái bàn để bếp ga với lại rồi. Cái một cái buồng rửa bát đấy. Rồi. Đấy. Ừ. Thì sẽ ở đây thì cái nhà vệ sinh thì sẽ không có làm từ đây luôn và ở đây luôn. Đây vào đâu. Rồi. Ok đi. Cái phòng khách nó ở giữa rồi, không nói rồi. Vâng. Ừ. Rồi. Vâng. Bây giờ là căn cứ theo bản vẽ. Ừ, căn cứ theo bản vẽ, còn có gì sau này ví dụ chỉnh sửa thì anh em mình chỉnh sửa sau. Chỉnh sửa nó cũng nằm trong bản vẽ này rồi, ví dụ mình thích rộng hơn hay là hẹp hơn thì do mình thu thôi. Đúng không? Vâng. Nhưng mình muốn nó rộng rãi thì mình lại thu. Không là em cho anh ứng tạm 5 triệu. Vâng, vậy tổng số tiền là 45 đúng không? Ok. 45 triệu nhưng mà em phải tạm ứng cho anh 5 triệu. 45 triệu. Ừ. Đấy, và làm hợp đồng là 5 triệu đúng không? Và trước khi làm hợp đồng là đã tạm ứng cho anh Sĩ chẳng hạn. Khi làm hợp đồng là đã tạm ứng trước cho anh Sĩ 5 triệu để anh lấy tiền anh còn mua dụng cụ các thứ để cho quân cá nó lên làm lán chứ. Vâng. Ừ. Giờ bây giờ còn tổng là còn 40 triệu. Lúc mà tiến hành vào làm nhà ấy thì là em sẽ đưa cho anh là trước một nửa và sau khi hoàn thành thì em lại đưa cho anh trước một okay. Đúng không? Ừ. À, gọi nói chung như này, vào bắt đầu vào anh làm là phải tạm ứng để anh cho anh em xong, còn là xong công trình thì phải thanh toán hết cho anh. Vâng. Đấy. Bắt đầu làm là 20 rồi. Triệu. Làm xong hết 100% thì lấy lại nốt số tiền còn lại thanh toán hết là nhanh đúng không? Hoàn hết cho Sĩ thì cứ nói chung là nếu mà mình làm chắc thì thêm cái phần gọi là nếu mà anh Sĩ mà làm sai thì anh Sĩ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm sau bản vẽ của ông Lực chẳng hạn, phải làm đúng theo như bản vẽ của anh Lực đã đưa ra cho xem đúng không? Sĩ phải có trách nhiệm sửa lại đúng như bản vẽ. Mà anh Lực đã đưa cho xem.
Còn có xây hiên bậc lên không? Cái bậc của nó bậc thì chắc không cần ghi vào đây đâu. Bậc của nó thì thôi anh em mình không ghi vào đây, bậc của nó chắc chắn là vẫn đúng là phải xây rồi, nhưng mà mình lên không cần phải. Còn như anh em mình nếu mà bây giờ mà ai có phá hợp đồng thì anh em mình cũng biết là vào đây nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà giả sử là ông nào mà phá hợp đồng mà trong quá trình làm dở dang mà anh Sĩ hoặc là ông Lực mà phá hợp đồng thì phải đền bù ví dụ khoảng 70% chẳng hạn. Đúng không? Ừ. Chắc khoảng 60% là đẹp lắm, 70% thì đi tù luôn. Bên nào phá hợp đồng thì sẽ đền, thì sẽ bù là 60%. Ok. Trên đây là tôi với ông Sĩ đã cùng nhau đọc và tiến hành xem bản vẽ xong rồi thì hai bên đã nhất trí làm đúng như thế, đúng không? Mà đại diện Lực chủ nhà, đại diện người nhận thi công ký vào để làm chứng, đúng không? Để nói chung để cho nó này cho anh bật. Anh gọt hoa quả đi. Ừ. Uống chén chè đấy. Chè này cũng được đấy. Uống xong được một lúc nuốt nước bọt kiểu ngọt ngọt nhỉ anh ạ. Uống nước đi em. Uống nước chè tối nó dễ chịu. Kiểu người uống không quen là uống kiểu khó ngủ lắm đấy. Ngày xưa anh đi làm về nhá, anh đi làm thuê ấy, không uống nước chè này mình cũng quen ở công trường, về nhà không có uống cho nó nhạt lắm. Ừ, đúng rồi, nhạt mồm nhạt miệng, phải uống ít nhất phải lấy pha một ít nước uống, uống nhiều nó thành quen thành nghiện ấy. Sử gọt hoa quả để vào đĩa mọi người ăn. Bên B là của anh, bên A là của em. Ok. Đấy đúng không? Đấy đúng rồi. Còn người có mặt thì Sử biết biết tên đúng không? Biết biết rồi đúng không? Tên không? Biết được tên không? Biết chữ Sử vào đấy. Biết, anh dạy biết không? Bạn biết không? Cứ viết chữ Sử ở đây. Ok. Đấy, bây giờ thì trên tay cháu Lực đã hoàn thành xong cái bản hợp đồng mà cháu Lực với anh Sĩ là hai anh em sẽ cùng nhau để thực hiện cái ngôi nhà của ba ông cháu cô bác. Thế trước khi hay bây giờ thì mà cháu Lực mà đọc cái bản hợp đồng này lên ấy, thì cháu Lực sẽ sợ là nó sẽ bị vi phạm cái chính quyền của YouTube, cho nên là cháu Lực sẽ xin phép là không có đọc nữa cô bác. Thế vừa rồi thì hai anh em thảo luận với nhau thì cô bác cũng đã nắm rõ hết là cái hợp đồng là sẽ bao gồm sẽ có những cái nội dung này nào nữa cô bác nhá. Tại vì hôm nọ cháu Lực đi xuống nhà em Quân ấy, thì cũng có đọc về cái sổ vay ngân hàng của nhà em Quân, thì thành ra là cháu Lực đã bị xóa khỏi video ấy đó cô bác. Cháu Lực cũng rất là sợ nó sẽ ảnh hưởng tới kênh, cho nên là cháu Lực sẽ không xin phép là sẽ không có đọc nữa cô bác này, tại vì nó liên quan tới cái chính quyền của YouTube cô bác. Rất là mong cô bác anh chị là sẽ thông cảm cho cháu Lực. Đây bây giờ thì cháu Lực đã hoàn thành xong cái bản mà hợp đồng hai anh em là cùng nhau làm rồi cô bác này. Đấy, còn là bây giờ thì sẽ cọc trước là cho anh là 5 triệu. Cầm 5 triệu nhá. Vâng. Khi nào mà vào làm thì anh sẽ ứng tiền cho anh khoảng lúc nào anh bắt đầu vào làm. Vâng. Nói thật là phải vào làm khoảng được 20-30% để ứng cho anh. Vâng. Tổng số tiền 20 triệu. Vâng. Để anh chi trả cho anh em, xong là khi nào làm xong hết 100% hoàn thiện xong thì anh lại lấy lại nốt 20 triệu kia. Vâng. Ok chưa? Vâng. Thế còn như về cái khoản mà trước kia anh em mình làm nhà ấy thì rồi, nếu mà sau này mà có thiếu những cái chóng gì rồi, thì là em sẽ là người
đi với em Sử là đi để tìm cây về. Còn là trong khi đó thì anh sẽ là người là tự bảo thợ của anh là trách nhiệm là sẽ chặt và chặt anh nhá. Nhưng mà ở gần đấy không? Ở gần thôi anh. Đấy, ở đây thì nếu mà trong đấy thì em với Sử lại gia đình hộ thêm thì hộ được gì thì bọn em sẽ hộ đấy. Thế còn là như anh em mình mà vừa nãy cũng nói rồi, phát sinh ra thêm những cái khoản gì thì anh em mình sẽ lại nói thêm với nhau anh nhá. Đấy, để tránh những trường hợp mà chứ không mà bây giờ anh bảo là ồ bây giờ cái ngôi nhà như này thì nó cần phải làm mà như thế này thì nó mới tốt đấy. Rồi cái đấy thì đấy, khi mình vào làm thì chắc chắn là làm cái gì thì làm nó phải có phát sinh. Mình làm cái nhà nó cũng phải có phần nào nó phát sinh, chứ làm gì mà nó mình tính nó chuẩn hết được. Thì khi nào nó có gì phát sinh thì anh em mình sẽ bàn bạc lại nói chuyện với nhau, ok chưa? Vâng anh. Anh cứ anh em mình trong thức mà thời gian mà làm ấy thì nó phát sinh thêm cái gì thì anh cứ bảo với em. Rồi. Còn là về cái vật liệu mà mọi cái thì bây giờ anh sẽ là người tính toán và bảo với em để em tiến hành để gọi vật liệu vào. Khi nào vật liệu anh cũng nói này, khi vật liệu vào thì em phải đôn đốc anh em là như nào để vận chuyển. Vâng. Đấy, nó cũng đường nó cũng khó. Vâng. Còn về cái phần vật liệu này thì thời gian đầu thì chắc là em Sử sẽ là hộ anh độ 1-2 hôm nhé. Còn là nếu mà chưa hết thì anh sẽ lúc đấy thì anh sẽ đưa ra phương án khác đấy. Tại vì là bây giờ thì anh cũng cầm, nói thật là em bây giờ là 2 canh, em là 1 canh, canh của em thì cũng cầm một cái khoản tiền nó rất là lớn rồi, và canh của bạn em thì cũng cầm một khoản tiền rất là lớn rồi, thì 2 canh cộng lại với nhau thì nó đã đủ một cái số tiền mà để làm nhà như hôm nọ anh đã tính cho em rồi. Đấy, bây giờ chỉ nhà Sử thì khó nhất là cái việc mà vận chuyển vật liệu qua thôi. Vận chuyển nó xa quá. Quá xa. Nhưng mà nó cũng bù lại được cho các em là nó tiện ở dụng đường các em. Chứ thật sự ra để mà nói bây giờ mà có thể là anh em mình đi ra ngoài đường để mua được một miếng đất là cho em. Nhưng mà chỉ đủ để làm mà. Chỉ mua đủ thế á, không chưa chắc đã có cái gì đấy. Đất đây cũng đắt. Đấy, bây giờ thì anh em mình, nhà anh ở trên xá này thì anh cũng đã phải là có đất để mà canh tác thêm nữa chứ, đúng không? Mình nuôi chăn trâu bò lợn gà cũng phải có, làm sao mà mình nếu mà mình làm cái nghề mà nó nguyên một cái nghề không thì mình không phải làm cái gì. Uống nước đi, chè uống được, chè uống nó không ngọt. Đấy, và đằng sau chỗ lực thì cũng có gồm là những cái chai mật ong, lít mật ong, mật ong khoái và mật ong rừng của bác. Ở đây thì chỗ lực cũng có thêm là mật ong bạc hà đấy cô bác này. Thấy mật ong bạc hà thì màu nó sẽ vàng và nó rất là đẹp cô bác nhá. Đấy, cô bác nào mà quan tâm tới ấy, những cái lít mật ong mà đang bán ở trên kênh bản em thì cô bác có thể điện thoại qua cho chỗ lực qua cái số điện thoại màn hình để cho chỗ lực tư vấn cho cô bác anh chị là biết thêm về những cái công dụng của mật ong cô bác nhá. Đấy, xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, ở đây thì hiện tại là chỗ lực đang có 3 loại mật ong cô bác. Đây, mật ong rừng này và mật ong khoái rừng của bác. Đấy, cô bác thì cũng có thể phân biệt rằng là mật ong rừng thì màu nó sẽ đậm hơn, còn là mật ong khoái rừng thì màu nó sẽ nhạt hơn một chút cô bác nhá. Và những cái tổ mật ong nào mà nó càng già ấy thì màu của nó sẽ càng đậm cô bác ạ. Đấy, trước khi mà cháu Lực gửi tới những cái lít mật ong cho cô bác ấy thì cháu Lực sẽ dán tem vào, xong là trên này thì cháu Lực cũng có phủ thêm một lớp ni lông nữa, Lực sẽ dùng máy khò lại để cho nó giữ cái nắp của nó được chắc chắn hơn cô bác nhé. Cộng thêm là chúng tôi cũng có thêm là một ít hạt dổi nữa cô bác này. Đấy, mặt hạt dổi thì cô bác mở ra, nếu mà không có thơm thì cô bác sẽ không có nhận, mà nếu mà thơm thì cô bác có thể là giúp cho cháu Lực thanh toán cho bên shipper. Và trong cái quá trình mà cô bác dùng mà nó bị là có vẻ như là nó sẽ không thơm các bác, thì cô bác có thể điện thoại cho cháu Lực và cháu Lực sẽ hoàn lại tiền cho cô bác anh chị 100% cô bác. Hay còn nếu mà nó mốc thì cô bác phải để vào nơi mà nó bị nơi thoáng mát đấy cô bác, thì nó sẽ không có bị vấn đề gì, nó sẽ rất là lâu. Cô bác để trong tủ lạnh và ngăn mát thì nó cũng được. Hay, hôm nay thì em cũng cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Hai anh em mình đã làm xong cái hợp đồng rồi, và trong thời gian tới thì em sẽ gọi vật liệu vào. Rồi, tôi thì đến lúc đấy thì anh sẽ bảo là đối thợ của anh đi vào làm lán cho em. Rồi. Đấy, trong thời gian tới, ví dụ như là em đã đưa vật liệu từ điểm trường tới chỗ nhà nhà các em rồi, mà đầy đủ rồi, anh kiểm tra ok được đủ rồi. Đến lúc đấy mà bị mất thì mất 1-2 bao thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho em. Rồi. Đấy, ngay từ đấy thì anh
làm từ xây dựng từ rất là lâu thì chắc chắn là anh cũng biết đúng không? Ok mà. Đấy, còn khác có trách nhiệm như cái đấy. Vâng, anh thì bắt tay với anh cái nhé. Rồi, ok. Anh em hôm nay ký kết hợp đồng, ok nhá. Rồi, anh cảm ơn anh. Anh còn là... Dạ. Anh xin phép anh về. Dạ vâng. Vâng. Đấy còn là cái phim này thì rất là cho Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà của chú ý chị ở những sống tiếp theo trên kênh bạn em. Và thêm nữa, cô bác, hôm nay cháu Lực ghi hình lên thì có những cái gì sai sót thì cô bác có thể điện thoại cho cháu Lực qua số điện thoại trên màn hình là số 355 ấy cô bác, thì cô bác có thể tư vấn cho cháu Lực trực tiếp hơn và để cho cháu Lực được nắm rõ hơn cô bác nhé. Thực sự ra để mà nói thì cái căn nhà của em Sử thì là mới là cái căn nhà đầu tiên của cháu Lực thôi, không phải là căn nhà đầu tiên mà là cái căn nhà và bằng xây bằng gạch lên đầu tiên thì nó sẽ làm cho cháu Lực nó hơi là bỡ ngỡ cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông các bà sẽ chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào các anh chị. Chào Sự, chào tạm biệt với ông bà cô chú anh chị.